nhà xã để gọi đến như anh thì anh còn có tiền mua nhà. Ừ. Thôi được rồi, việc tốt thì cho anh quay. Thế tháng đến nơi mà chưa có tiền trả nhân viên này. Mọi người bảo anh là ôi trời anh yêu sao này giờ này thấy anh làm việc không hắn nhỉ, rồi em không dám khóc. Thật ra nhiều khách thì anh cứ tưởng anh chưa đi ra. À thế ạ. À? Anh ơi, của em hôm Tết em vẩy lai mà sợ không tẩy la tóc đấy. Rồi tẩy lai chứ? Ừ, đến lai ấy thử nhưng mà tẩy tóc không tẩy được. Thì nó... tối... bạc rồi đấy. Đi đẩy thôi. Đẩy chỗ em lộn không? Em, ông bảo để ông ấy thử cho đây cái dưới tầm nhà em ấy, ông gội đầu ấy. Thế ông cứ bảo là thế chị về đây để em cắt cho chị, bảo không được, chị cắt quen anh ấy rồi, anh này rồi. Cắt nhà chị cắt là chị cắt quen anh ấy rồi, nhưng nếu mỗi lần chị cắt xong chị chỗ được một cái nhà. Ừ đấy, cắt quen anh ấy rồi cho nên là thiếu bàn tay của anh là chị không chịu được. Không tự tin. Cho nên là chị không thể chuyển về nhà em được. Này thì chính ra nhá, cái đợt làm mà anh hay live stream để làm nó thôi. Ừ, thế à? Đương nhiên cái live stream để người ta biết đến mình, cái thứ hai là ấy mà anh. Là live stream là người ta biết mình là người ta xem. Cái bia rất quan trọng. Bạn mình. Bia rất quan trọng. Em vừa gọi xong em không thấy à? Lưu vào chưa? Lưu vào đi. Để chị mở lại. Viên nghỉ thưa anh. 6, 6, 6. Anh chưa, anh còn một đầu nữa. Đầu xuân chúc em trai đắt hàng sức khỏe. Em cảm ơn chị Hà nhé.
Thế nha, thế thì không nhờ thịt
sáng đi trưa chiều tối. Rồi, thế bác chỉ nhận cái bác trai để mà bác em đang làm việc này có coi Zalo cho bác nhìn đây là. Vâng, vâng, đấy xin gái rồi nhá, đấy được. Đấy rồi, qua Sài Gòn rồi đấy, qua Nam em rồi đấy, chết rồi, hiểu rồi. Anh chia sẻ clip này cho em nhá. Em có cái bản. Đầu lần đầy chút lộ cái này, coi cái này. Rất ưng ý. Tôi người cắt không nhỉ? Anh ngắm đi, cho người cắt không? Rồi. Phải cắt thì anh cứ cắt. Mày bảo là thôi mày để nó mán đẹp đấy thì anh cứ để đây, mày là thôi mày cứ coi rất là đẹp này. Anh cứ để, sợi to mà nó là sống lên rất là đẹp luôn. Ôm nhìn đẹp nhỉ? Nghe làm biết thế làm từ lâu rồi mới đúng. Chúng ta hôm trước Tết định làm đấy nhưng bận quá, không làm được. Hôm em đi qua đêm rồi thấy đóng cửa. Ôm khuôn mặt rất là đẹp. Trông mặt em nữ gầy hơn anh ạ. Gầy không? Rồi. Nào. Thì mình béo lên đây. Nào làm cái thằng đây. Hai cô tomboy. Mọi người để bảo sao anh này suốt ngày chỉ thấy đầu tém. Toàn cái em đầu tém. Ra thì ấy, cuốn cái tóc này nó khác hẳn luôn, sang hẳn luôn. Anh ơi, em biết thì anh em thì tư vấn cho em muốn tận em, con quỳnh nhà tóc thì dày không, muốn em nghe nó. Sang mà cái tóc này mà làm một tí lai nhỉ, đẹp lắm. Thế này, anh ơi, mà nó lên nên là bây giờ chị gọi điện cho hắn đi, hắn nủi hắn đi và chị nuôi về để máy ở trong ấy thì với em trao đổi với cả Quỳnh ở đấy. Nên vì em cho bọn chị bao nhiêu thì cho. Thôi không đợi máy hẳn thế ạ. Thôi không nhắc vấn đề gì nữa. Không nhắc nữa, em đã nói rồi, nhắc đi nhắc lại gì đấy. Em vừa nói rồi. Thế là rồi, nó đã bảo thứ hai chị làm đi rồi thôi. Bây giờ chị gọi điện là ra mà lấy và lấy chị đang để cất máy trong túi. Bây giờ mới làm xong tác. Không phải bà hai người ăn mấy đồng đúng không? Để đi. Anh thì bán nhà đất được. Anh làm tòa nhà đất được. Nếu các nhà ai đến đây nhu cầu mua đất nhớ bảo em Quỳnh ông ra nhìn chưa? Em bị tư vấn này là hận một điều mà không có tiền để mua để nhờ hai đứa em nó mua. Xong thì xong đi xong lên như đẹp. Chắc là cái đầu nhân sinh. Sinh hẳn đâu. Chỉ các gái như thế nào nhá. Chỉ các gái. Đấy cái tiền này. Không ngắn ngắn một lần quá ấy. Không dài hơn một lần. Nhưng mà như cái lần còn sau. Thế giờ mức độ của em bây giờ này, em đang muốn là đẹp bằng Trang hay là đẹp hơn như thế nào? Không được bằng. Chúng ta đẹp hơn. Anh mà làm nó đẹp một lần xong đến với anh ấy đâu. Thế thì Trang, Trang 10 thì Quỳnh tầm được 99. Trang phải hơn. Nó còn em, nó còn trẻ, nó còn nhiều thời gian đấy. Nó phải xinh chưa? Nhìn kìa. Hợp phong cách ăn mặc nhỉ anh? Cái đấy mặc váy cũng được mà. Váy đó, mặc váy đẹp anh. Cô nhìn sợ nhất những cắt đằng sau gãy thôi. Chỗ này bị lép, mình sợ lắm. Vì đầu em đẹp à?
mấy lần mình bảo cha uống nhưng mà em hỏi rồi, em hỏi Quỳnh Quỳnh tắt cái giấy không cần đâu. Em thích uống mà. Uống nó phồng lên nó mới đẹp. Tại vì tóc uống sang nó thẳng. Em thèm tóc xoăn lắm mà lần trước làm dài em bây giờ già nên sợ không làm. Nên may cuối đời gặp Lê đấy. Chứ cuối đời không gặp Lê phí không một đời. Nói chung là những cái người khách mà Quỳnh giới thiệu của Quỳnh ấy, hâm mộ Quỳnh giới thiệu cho anh, anh cũng không để cho Quỳnh phải bị mất mặt thôi. Theo đấy, nào một tốt hơn ấy. Nhưng mà người ta vẫn ca ngợi Quỳnh không hết lời những cái trường nào mà ta. Hắn vừa bảo gọi điện cho anh Nghĩa, anh là người quen, Quỳnh con mùi ghê thật. Tốt quá, thì mới kệ, nhưng thực ra là nói mình thấy nhiều chuyện thật hay không mình chưa biết ở đâu em ạ. Nếu mà không hay nó cũng sẽ không mấy đâu. Mà lúc anh cũng giới thiệu cho mấy mảnh ở đấy. Nhưng mà chị bảo không hợp hướng, chị cũng thích mảnh này đấy. Vâng rồi. Vâng, cũng khó lắm. Khách cũng không thật đâu. Nói chung người ta cũng chỉ... Em bảo luôn, lúc trước anh bảo là giả 7 tỷ 2. Thì đâu, 7 tỷ là lúc đầu là anh đi giả. Nói chứ anh bảo với chị lúc đầu anh giả 6 tỷ rưỡi nó đi có. Sau thì dễ lên 7 tỷ. Anh hiểu đúng chuyện nhà, anh không nhỉ? Bà ấy nói với người vào nghề. Chính lệch gì, chính lệch quá. Thế, đầu tiên ông giả 7 tỷ. Đất mái đúng không? Có, bấm mái một tí. Đầu tiên ông giả 7 tỷ. Xong đâu là ông bảo để ông về ông suy nghĩ thêm lên, thì ông sẽ giảm lên thêm. Xong rồi đúng là dịch Covid thì con ông ở bên Nhật là nó không đi làm được, anh hiểu không? Không có tiền. Đấy, đấy, vì nghe như thế, con gái và con rể. Ông là người gốc Thái Bình, phải nói rõ nguyên nhân. Cái mảnh nó quá đẹp luôn, hai mặt tiền, ô tô đi vào, ô tô nóng được. Mảnh đấy là ông bà làm nghề đấy nhá. Ôi, tuyệt vời luôn anh ạ. Ông mặt trời luôn. Vâng. Và nó đua được cả hai bên anh nhá. Vâng. Cả hai một bên nó là sau mặt phố Hoàng Sâm một dãy nhà thôi. Thế nhưng mà nó cả hai đường đi vào đều ô tô vào được hết. Nó ngay đầu đường Hoàng Quốc Việt. Đấy là anh em làm nghề cũng là chỉ mơ ước nhỉ. Vâng. Chỗ của Quỳnh bây giờ nhà ở bây giờ mà làm nghề thì cách mặt đường sao? Cách mặt đường đúng một nhà anh. Thế thì bạn ấy cũng được. Vâng. Mình biết cái mảnh Hoàng Sâm này em thích nó lắm nhá. Em thích từ ngày em đăng đầu tiên ý, chả ai để ý thì nó đâu. Ừ. Ngày em đi bảo chị Trang là chị đăng theo em đi. Có bao giờ Quỳnh lại máu đi, Quỳnh lại bán cái nhà của Quỳnh bây giờ đi đến mua. Nếu mà có cơ hội. Nếu mà có cơ hội thì mang. Không, nếu không em cứ để đấy em cho thuê. Sau này các cháu lớn em cho. Chị em không bán. Có cơ hội thì chỉ mua thêm thôi. Đi này chưa là lòng tham không đấy, và em cố cày sản lợi, em mua xe là em ung dung bây giờ để còn đòi. Nhưng mà bạn like chị mua nhà thì sao? Không. Gọi điện xong rồi muốn gặp trực tiếp cái chị đang cắt tóc đúng không? Chị trước nhưng mà chị thứ hai đây nha. Mình đẹp mình có quyền. Mình cắt tóc xong thì sao em lên ốc nha. Ôi về đơn giản dẹp nhà cửa ốc ếch gì. Đúng khác. Bạc sao già đếp. Nhà bao nhiêu? Em đi nhà cửa không dọn cho được lắm. Làm sao chồng bắt lạc. Chồng bắt lạc thì có thiên hạ con lạc được đâu. Mình lên đi. Đúng rồi. Chồng mình với ai?
mình quạt thì ta quạt. Vào thì nó sẽ hay bị bẹt thì mình sẽ massage thế này này. Rồi. Trong chân tóc này, xong rồi nó phồng lên. À, về từ chân tóc đúng không anh? Trong chân tóc. Nói từ chân tóc. Massage trong chân tóc. Rồi, xinh chưa? Xinh gái. Chị xinh hơn. Mình là không được vớt tinh dầu luôn. Em không, nó bên nhà anh không còn bước đâu. Mời anh cho mật hoa vào nó rất là mềm rồi. Mình nhận có mật hoa vào nó mềm rồi. Vũ vẫn vừa nhuộn luôn này mà vẫn... Anh nói em của anh nghe tên là gì? Tên cái gì cơ? Tên Phay à, em có đánh là Quang Lê xa bằng tóc Quang Lê. Chỗ này sẽ khô thêm tí là nó lấy ngay. Đẹp rồi đấy. Đừng sấy khô quá này dưới nó mất ngay một tí. Còn đẹp thế. Chị bừng đúng không? Ừ. Chả thấy đâu. Đánh là Quang Lê tóc. Cái quả gánh em không cạo đi xấu nhanh lên. Quang Lê đẹp lên. Bạn chung với Quỳnh ấy, kiểu gì đều có. Đấy, tự nhiên là tiền thẳng lên thì luôn cần được tiền qua con Quỳnh làm gì. Có lúc nó không ra ấy. Chị cứ đi con lên xong rồi chị. Có lúc kiểu như là nó. Chị vào cho bạn mèo em, chị đánh chị Quang Lê. Làm luôn.
không có bạn bè để hiển thị, tức là không vào tìm được như thế. À, quên về để chế độ không bạn bè. Chị viết chữ hoa quang chữ của chưa? Con này sẽ làm được ra trang. Ra được rồi đấy. Đội tôm boy. Quá đẹp. Đội tôm boy chả. Đấy. Thì bây giờ theo anh như này này, nếu mà bác thiện chí, bác có đến làm việc trực tiếp với chủ nhà của người dân mà bọn em không quyết định ở đấy, thì tốt nhất là bác hẹn cho bác vào trực tiếp và làm việc vừa thoải mái, và thứ hai là lúc đấy. Đàn đấy cứ khóc hỏng. Nào nó không bỏ cũng suốt ngày gặp kiểu này. Có thể bác bán như sao, còn đâu lúc đấy bác không bán được, bây giờ đi vay. Đấy nhưng mà bây giờ bảo nếu trả của em mà em rất là khó để có gì bọn em nói thêm cho. Ở đâu bọn em cũng sẽ